cựu thẩm phán đòi tiền tỷ để cho thắng kiện bị phạt 15 năm tù. Bị cáo Võ Đình Sướng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, bị phạt 15 năm tù vì đặt vấn đề với nguyên đơn muốn xử thắng kiện, phải đưa 1,5 tỷ đồng, đồng thời giới thiệu nguyên đơn chỗ mượn tiền để đưa trước 500 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ở Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Đình Sớm, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, 15 năm tù vì tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, năm 2022, thẩm phán này được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông P.A.T., chú phường Yên Thế, thành phố Pleiku, bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Theo đơn kiện, ông T yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trả lại 15.000 m2 đất và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã cấp cho ban hành. Ông Sớm biết diện tích đất tranh chấp thực tế là 11.897 m2, chỉ có 8.311 m2 đã cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, phần còn lại 3.585 m2 chưa được cấp cho ai. Do đó, thẩm phán Sớm đã hướng dẫn ông T yêu cầu tòa án công nhận diện tích 3.585 m2 thuộc quyền sử dụng của nguyên đơn. Ông Sớm đặt vấn đề với nguyên đơn muốn xử thắng kiện phải đưa 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, ông Sớm giới thiệu cho nguyên đơn chỗ mượn tiền để đưa trước 500 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông Tê mang túi sách chứa 500 triệu đồng đưa cho thẩm phán Sớm tại phòng làm việc. Tại đây, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét, thu giữ 500 triệu đồng.